Chào mừng bạn đến với kênh khám phá du lịch, top 10 điểm du lịch đẹp nhất Hà Nam. 1. Kẻm Trống. Địa điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất Hà Nam được nhắc đến chính là Kẻm Trống. Đây là nơi có dòng sông chảy qua khoảng trống giữa hai ngọn núi. Dòng sông này là sông đáy với hai bên là các ngọn núi nằm san sát nhau đã tạo cho Kẻm Trống một khung cảnh vô cùng thơ mộng như bức tranh thủy mạc. Khi du lịch Kẻm Trống, du khách còn được khám phá các hang động kỳ bí bên ở trong lòng các ngọn núi. Có một số ngọn núi là nơi cư ngụ của hàng vạn con dơi. 2. Bát Cảnh Sơn. Tám cảnh thuộc vùng núi của xã Tượng Lĩnh Kim Bảng đã từng là nơi chú Trịnh Sâm cho lập hành cung và được chú ví với tám cảnh đẹp nổi tiếng như ở Tiêu Tường Vân Nam, Trung Quốc. 3. Đền Lãnh Giang. Đền Lãnh Giang nằm ngay gần bờ sông Hồng thuộc địa phận xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên. Đền còn có tên gọi khác là Lãnh Giang Linh Từ. Đền tọa lạc trong khuôn viên có diện tích 3.000 m². Nơi đây không tuy không có núi đồi nhưng lại mang một màu xanh bạc ngàn của cây trái. 4. Đền Trần Thương. Đền Trần Thương nằm ở Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân. Tương truyền nơi đây đã từng là kho lương của nhà Trần và là nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên vào thế kỷ 13. Đền Trần Thương thờ Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Đền được xây dựng vào năm 1783 với kiến trúc mang đậm nét cổ truyền dân tộc. 5. Đền Trúc. Đền Trúc Ngũ Động Thi Sơn thuộc địa phận thôn Quyển Sơn của xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng. Đền nằm bên ven sông đáy ngay dưới chân núi Cấm. Đền Trúc không chỉ nổi tiếng về cảnh đẹp mà còn thu hút đông đảo du khách bởi lễ hội hát dặm giàu ý nghĩa, tôn vinh người anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt. 6. Chùa Bà Đanh. Chùa Bà Đanh nằm ở thôn Đanh Xá, xã Ngọc Sơn của huyện Kim Bảng. Ngôi chùa này có diện tích khoảng 10 hecta, với phong cảnh hữu tình. Hướng chính nam của chùa có thể nhìn ra dòng sông đáy nên thơ. 7. Đền Vũ Điện. Đền Vũ Điện còn có tên gọi là Đền Bà Vũ, nơi thờ vợ chàng Trương nằm ở thôn Vũ Điện, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân. Nói đến vợ chàng Trương, nhiều người sẽ nhớ đến người con gái Phủ Nam Sang đã sớm được chép vào sách truyền kỳ Mạng Lục của Nguyễn Dữ. Theo truyền thuyết của người dân địa phương thì đền Vũ Điện được xây dựng ngay sau cái chết oan uổng của bà Vũ thế kỷ 15. Ngôi đền linh thiêng với câu chuyện thương tâm của bà Vũ đã từng là đề tài cho nhiều bậc thi nhân như Lê Thánh Tông, Nguyễn Công Trứ hay Nguyễn Khuyến. Với lòng thương tiếc, ước muốn giải oan cho người phụ nữ phải chịu nhiều đau khổ, sự đồng cảm sâu sắc của người đời đối với nỗi oan trái còn dằn dặc ở trên đời và lòng ngưỡng mộ đối với tấm gương chinh liệt. Vì thế mà đền Vũ Điện đã trở thành điểm du lịch Hà Nam hấp dẫn, có sức thu hút mối quan tâm của nhiều vãng khách xa gần. 8. Đền Lăng. Đền Lăng hay còn được gọi là đền Ninh Thái ở xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, đền thờ vua Đinh, vua Lê cùng tam vị đại vương. Bên cạnh đó, đền Lăng còn thờ Lê Đại Hành cùng hai con của ông là Lê Trung Tông và Lê Ngọa Chiều. Đến với đền Lăng, du khách sẽ được am hiểu về kiến trúc của đền cũng như các đồ thờ tự của thời Nguyễn, cùng những sản phẩm văn hóa thời hậu Lê rất quý hiếm. 9. Đình Đá Tiên Phong. Đình Đá Tiên Phong thuộc thôn An Mông, xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên, đình thờ Nguyệt Nga công chúa, nữ tướng của hai bà Trương. Đình Đá Tiên Phong là một trong số không nhiều ngôi đình được làm bằng đá còn giữ nguyên vẹn được cho đến ngày nay. Khách du lịch đến tham quan đình sẽ được chiêm ngưỡng những mảng chạm khắc nghệ thuật hết sức công phu, tạo cho đình một vẻ mềm mại, sống động, hấp dẫn. 10. Khu di tích văn hóa lịch sử. Từ đường Nguyễn Khuyến thuộc địa phận thôn An Đỗ, xã Trung Lương, huyện Bình Lục. Khu di tích văn hóa lịch sử thờ dòng họ Tam Nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến, đây được coi là một điểm tham quan du lịch khá hấp dẫn. Khách tham quan đến đây sẽ được xem cờ biểu của vua ban cho đệ nhất giáp tiến sĩ, lại vừa được thưởng ngoạn những án thơ bất hủ của bậc tài danh, đồng thời được dạo mát ở bờ ao ngư điếu hay thả bộ trong bóng cây tĩnh mịch, đặc trưng quen thuộc của làng quê cổ kính mà bình dị Việt Nam. Cảm ơn bạn đã xem video, nhớ like, subscribe và share cho kênh để nhận nhiều video hay khác nhé.